Xin chào các bạn. Lại là mình đây, tiếp tục mình lại lên clip với một loại cây gắn liền với tuổi thơ học trò của chúng ta. Cây này chỉ là cây non thôi, đó. Cây này là cây bằng Singapore. Đó mọi người ơi, đẹp đúng không ạ? Cây bằng này á thì người ta hay gọi là bằng sinh hoặc là bằng xin, đó ạ. Thì cây này là họ dâu tằm và cái nguồn gốc của cây này là ở Tây Phi nhé các bạn ơi. Thì cái cây này là một cái cây bằng Singapore này là một cái tên không còn xa lạ gì đối với tất cả chúng ta đúng không ạ? Thì đối với những ai mà yêu thích và sưu tầm thì để làm các cây cảnh á, thì nhờ vào những lợi ích mà cây bằng này đem lại á, thì loài cây này ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Với những đặc điểm ý nghĩa của loài cây bằng Singapore là gì và nó như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thì đặc điểm chung của cây bằng Singapore này á, thì tên thường gọi của nó là cây bằng Singapore. Thì có tên gọi khác á, là người ta hay gọi là cây bằng sinh hoặc là cây bằng xin đó. Thì cây này nguồn gốc từ Tây Phi. Và cây bằng Singapore này là loại thân gỗ nha mọi người. Là một loài thân gỗ và có chiều cao khoảng 1,5 đến 3 mét. Cây này của mình thì nhỏ thôi. Con để bàn làm việc, để trang trí đó, rất là đẹp. Với tán lá to màu xanh đậm như thế này á, với tán lá to màu xanh đậm như thế này thì chiều dài của lá to mà cây to có thể lên tới 38 đến 38 cm đó mọi người. Và chiều rộng của nó khoảng 22 cm. Đó. Thì lá của cây bằng này rất là khỏe, ít bị rụng. Cây bằng Singapore này thích hợp với khí hậu nhiệt đới, vì thế mà cây được trồng rất là nhiều ở Việt Nam. Ở đây cũng là một loài cây mà để cũng là một loài cây thích hợp môi trường, nó rất là thích nghi với cả môi trường và thuận lợi để cây sinh trưởng và phát triển hơn á. Thì cái ý nghĩa của cây bằng Singapore này á, là người ta thường ví màu xanh của lá này, màu xanh của cây là tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển, phú quý giàu sang. Và vì thế nên là cây bằng Singapore có rất là nhiều ý nghĩa với về mặt môi trường này, mang đến cho chúng ta cái cảnh quan đẹp này, tốt cho sức khỏe, và lại vừa có ý nghĩa về phong thủy là sự may mắn tốt đẹp cho những người mà sở hữu cái cây này. Thì công dụng của cây bằng Singapore này á, thì cái bằng Singapore này có thể để ở bàn này, có khả năng thanh lọc không khí nhá mọi người, loại bỏ các chất độc hại này, mang đến cho chúng ta một không gian trong lành hơn này, sạch đẹp hơn này. Và theo các nhà khoa học thì cây này rất tốt cho sức khỏe của con người, vì nó là không khí mà có thể giúp cho mình sạch, kiểu cảm giác nó thanh mát ấy, rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì cây này có tác dụng là trang trí nhà cửa của chúng ta, trang trí phòng nhà, phòng khách, phòng làm việc, bàn để làm việc của chúng ta, để cho chúng ta thư giãn thoải mái á mọi người. Thì màu xanh của lá thì vừa thể hiện cho sự tươi mới này, màu xanh của lá thể hiện cho sự tươi mới và cái sức sống mới mẻ, vừa có lợi cho mắt của chúng ta, vừa có lợi cho cái tinh thần của chúng ta được thoải mái hơn đó. Thì cây bằng Singapore này kiểu là cây cảnh nội thất ấy, nên bạn có thể trưng bày ở trong phòng khách này, nhà ăn này, có thể để ở chân cầu thang này, hay là ria cửa này, tạo điểm nhấn cho cái không gian ngôi nhà của chúng ta đẹp mắt hơn.
sinh động hơn. Thế cây cũng có thể để trong các văn phòng công ty của chúng ta làm việc, hay là sảnh khách sạn, hay là nhà hàng, hay là quán cà phê. Mình thấy chỗ nào mà hợp lý mình thì mình để cái này. Thì giá của cây bằng Singapore này thì với cái cây mà cây con cây non như mình đang cầm đấy, thì cái showroom cây đời của mình thì đang bán khoảng 101 đến 102 một cây. Thì ngoài thị trường thì dao động cái cây này dao động tầm khoảng, với lại tùy vào cái kích thước của cây, tùy vào kích thước to nhỏ của cây thì cái giá của nó sẽ mắc hơn nhé mọi người. Thì dao động khoảng tầm 100 đến 2 triệu, 2 triệu rưỡi cũng có nhá. Đó. Tùy thuộc vào kích thước của cây, cây càng to thì giá của nó càng cao đó. Thì các bạn băn khoăn là mua cây này ở đâu, thì các bạn có thể ra 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, đối diện với cả Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch để mua cây này ở showroom cây đời. Đó. Thì đây là vì cái chỗ này là cái cửa hàng showroom của mình với nội thất văn phòng uy tín đầy đủ. Đó. Còn các bạn ở xa, các bạn online thì các bạn có thể đặt qua online website cây đời, Facebook cây đời hoặc là Zalo với số điện thoại là 0855 299 198 nha mọi người. Để chúng ta có thể gọi nhanh nhất để chúng ta có thể được ưu đãi nhiều hơn nè. Cách mà hướng dẫn kỹ thuật trồng cây bằng Singapore này thì ở nhiệt độ thích hợp để cây có thể phát triển tốt hơn là từ 16 đến 27 độ nhé mọi người. Về ánh sáng thì cây cần một lượng ánh sáng cường độ vừa đủ và không quá mạnh để ánh sáng râm mát thôi. Đó. Về tưới nước hay là mình chăm sóc cây thì cái sử dụng nước tự nhiên như là nước nước mưa, nước giếng, nước nước mình thôi, nước lọc bình thường cũng được. Đó. Thì không nên dùng nước như chất tẩy như cloro hay là fluor nhé. Chất tẩy sẽ khiến cho cái lá cây chết, và ngoài ra thì các bạn phải thường xuyên tưới nước cho cây để giữ độ ẩm tốt nhất. Một tuần thì mình tưới tầm 3 4 lần, 2 3 lần gì đấy. Thì để giữ độ ẩm của cây. Cái cây bàn Singapore này để mà mua cây theo phong thủy thì cây trong trong cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ấy, cây bàn Singapore phù hợp nhất với cây phù hợp nhất với những người mà mệnh mộc. Thì cây có tác dụng là chiêu chiêu vượng tài lộc ấy, mang đến nhiều may mắn cơ hội trong cái sự nghiệp của gia chủ. Khi mà mua cây bàn Singapore thì bạn cần phải lưu ý về đặc điểm của cây, nên là nên chọn những cây mà có lá màu xanh mướt như thế này, lá càng to thì càng tốt nhé mọi người. Thì nếu có dấu hiệu mà lá bị vàng này, bị sâu ăn này, thì rất có thể là cái cây đó đang bị sâu bệnh ấy. Như cái cây của mình là vừa to mà vừa xanh mướt, xanh đậm, rất là xinh. Đó. Thì đấy là một số thông tin mà mình chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu, yêu thích và muốn mua cây này thì các bạn có thể liên hệ với cái số điện thoại và Zalo Facebook của mình ở dưới này. Đó. Mình sẽ để ở bên dưới này để các bạn liên hệ với mình nhá. Bye bye.